Thank you.
mai 30 đấy chị. Dạ. Dạ đúng rồi. Chiều đó chắc cũng nghỉ thứ ba đi học lại đúng không chị? Mà nói chị hết, chị đi mượn đồ của Tranh là nghe hơi lạ đó. Chưa tính chứ à. Nhà chị đi đâu chơi?
Tao về chị em bán khoản điện.